Chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình sử dụng auto layout trong Figma để tạo một cái masonry list như thế này. Nghĩa là khi mình thay đổi kích thước ở bên ngoài thì toàn bộ cái cột ở bên trong nó cũng thay đổi kích thước theo. Và để mà khi mình giảm cái chiều ngang của cái frame bên ngoài đến một cái kích thước nhất định thì nó thay đổi số cột như thế này. Thì mình sẽ sử dụng thêm một cái plugin nữa của Figma, đó là Breakpoint. Để bắt đầu thì mình sẽ vào Type Tool ha, để mình đánh ra một cái là Cut Name, một cái là Description. Rồi, mình muốn cái Cut Name này nó to hơn một tí xíu ha, mình sẽ chỉnh size và mình làm cho nó bold lên. Sau đó thì mình sẽ chọn cả hai cái text này và mình bấm Shift A để tạo nó thành auto layout. Thì sau khi mà bấm Shift A thì cái này nó tạo thành một cái auto layout, nó có cái icon như thế này, biểu hiện nó là auto layout rồi ha. Thì khi mà thành auto layout thì mình có thể xếp nó theo chiều dọc là vertical direction như thế này, mình cũng có thể xếp nó theo chiều ngang horizontal direction như thế này. Ở đây thì mình muốn xếp theo chiều dọc nên mình sẽ để như vậy, và mình có thể chỉnh lại cái khoảng cách ở giữa cái chữ cut name và chữ description này nhỏ lại ha, còn khoảng 8. Mình sẽ tạo cho nó một cái padding ở xung quanh, ví dụ như là 16 đi. Rồi thì nó sẽ có một cái padding ở xung quanh. Và mình muốn nó có một cái nền ở dưới cái auto layout, cho nên mình sẽ bấm vào cái chỗ fill này để cho nó một cái nền. Mình sẽ đổi cái màu nền thành một màu đậm đi, để cho chữ màu trắng. Rồi. Sau đó mình muốn cho nó có một cái bỏ góc ở xung quanh cái auto layout này, giả sử như bỏ góc là 8 đi. Rồi, vậy là mình đã có một cái frame có chữ card name và chữ description như thế này ha. Thì cái chữ của mình muốn nó canh như thế nào thì tùy mình định ở cái chỗ alignment and padding này ha. Mình muốn nó ở giữa cũng được, muốn nó ở dưới cũng được. Và một cái nữa mình muốn làm đó là nếu mà mình có một cái card name dài hơn thì sao. Giả sử như ở đây nó chưa có hết ha. Card name lorem ipsum thì mình thấy là nó bị lố ra bên ngoài cái card như thế này, thì mình không có muốn như vậy, mà mình muốn là nếu mà có một cái tên của cái card mà nó dài hơn thì nó sẽ xuống dòng. Thì mình sẽ chỉnh cho cái text frame này nó thành là fill container, tương tự đối với cái description, cái chiều ngang của nó cũng là fill container. Thì khi mà cái chiều ngang của cái card bên ngoài nó thay đổi thì nó sẽ xuống dòng như thế này. Rồi, thì đó là cái mình muốn làm ha. Tiếp theo thì mình muốn có một cái hình ở bên dưới cái card này làm cái background. Thì mình sẽ bấm vào cái dấu cộng thêm một cái fill nữa. Nhưng mà thay vì cái fill là một cái gì khác á, thì mình bấm vào cái chỗ fill này, mình sẽ sổ cửa sổ ở đây xuống và mình chọn nó thành image. Thì nó sẽ là một cái hình ở bên dưới đè lên trên cái fill màu xám lúc nãy mình đã tạo ha. Và mình sẽ chọn choose image ở đây để chọn một cái hình nào đó từ máy của mình. Giả sử như là hình này đi. Rồi mình open ra. Cái hình của mình nó hơi mờ do ở chỗ cái fill này của mình nó đang là 20% nè. Thì mình chỉnh nó lại thành 100. Rồi thì cái hình của mình nó sẽ rõ ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái phần linh tinh này đi, chỉ còn lại card name và description thôi. Thì đây là một cái card mà mình muốn thiết kế nó thành như vậy. Tuy nhiên là mình có mấy cái chưa thích lắm về cái card design này, đó là mình thấy là cái khoảng cách ở giữa hai cái khung này nó có hơi xa nhau ở giữa cái text card name và description nè. Thì mình sẽ có thể giảm lại một tí ha, giảm lại một tí, và mình muốn tăng cái padding ở xung quanh lên một chút xíu, giả sử là 24 đi. Rồi mình thấy như vậy nó đẹp hơn, hay nó nằm lọt vô giữa nó đẹp hơn. Mình muốn nó có một cái gradient màu đen ở bên dưới để nếu lỡ mà mình add một cái hình, một cái con thú nào đó mà nó hơi sáng á, thì mình vẫn đọc được cái chữ card name và description. Cho nên mình lại add thêm một cái fill chỗ này nữa. Nhưng mà nó sẽ là, mình sửa lại 100% trước ha. Cái fill này mình muốn nó là cái gradient, cho nên mình sẽ sổ xuống ở đây, mình chọn thành linear nè. Đó, thì linear thì mặc định ở đây nó sẽ có một cái màu đen và một cái mà opacity bằng 0 như thế này, thì thật ra mình chỉ cần chỉnh thôi. Còn nếu mà mình muốn chỉnh cái gì khác thì mình có thể double click vào đây nè. Các bạn có thể chỉnh lại cái opacity ở đây là 20% hay là bao nhiêu phần trăm, đó tùy mình ha. Mình muốn một cái là 0% và một cái là 100% là như vậy là được rồi. Thì mình muốn nó đổ từ bên dưới đổ lên để nó có cái phần card name này nó tối đi nè. Thì có thể là không cần tới 100% ha. Cái này mình có thể đổi nó thành khoảng 70 thôi.
Đó, mình muốn có một cái shadow tối ở bên dưới đổ lên để cho cái phần card name này, cho dù là cái hình background bên dưới là màu gì thì cũng đọc được cái chữ màu trắng. Rồi thì đó là cái thiết kế của mình cho cái card nó đã xong ha. Thì mình sẽ làm cái động tác tiếp theo, đó là click phải và tạo nó thành một cái component. Rồi bây giờ cái này của mình nó là một cái component, thì mình sẽ bấm alternate hoặc là option ở trên máy mark ha, để mình duplicate nó ra. Sau đó thì mình sẽ nhân nó lên thêm một cái card nữa. Rồi, sau đó mình sẽ chọn cả hai cái card và mình bấm Shift A để tạo nó thành một cái auto layout cho cái column. Thì mình có thể đặt tên cho cái này là cái column đi, là một cái cột ha. Thì mình sẽ quan sát như thế này, zoom in ở đây, mình thấy là khi mình thay đổi cái frame bên ngoài á, thì hai cái card bên trong mình nó không có thay đổi kích thước theo cái frame column, cho nên mình sẽ chọn vào từng cái card và mình thay đổi cái chỗ resizing ở đây, nó là fill container, tương tự cho cái bên dưới này cũng vậy ha, fill container theo chiều ngang và fill container theo chiều dọc. Thì khi đó cái column của mình nó sẽ đạt được cái mà mình muốn, đó là cái card ở bên trong nó chạy theo cái column ở bên ngoài. Và lúc đó nếu mà mình muốn tăng cái lượng card ở trong cái column này thì mình chỉ việc chọn vào một cái card, sau đó mình bấm Command D thì nó sẽ nhân lên cái số card bên trong cái column này. Mình sẽ chọn cả cái column mình thay đổi ha, thì nó sẽ có nhiều hay ít card thì theo mình. Sau đó mình có thể tạo thêm một cái column nữa bằng cách giữ Alternate hoặc Option bên máy mark để duplicate nó lên. À, cái column này mình muốn làm cho cái khoảng cách ở giữa những cái card này là 16 ha, thì mình sẽ chỉnh lại thành 16. Rồi. À, bên đây thì nếu mà mình không muốn cái số lượng card nó là 4 như là bên cái column bên đây, thì mình có thể xóa đi một cái thì nó sẽ lập tức nó tràn ra cho đầy như thế này. Và mình cũng muốn thay đổi cái khoảng cách giữa mấy cái card này là 16 luôn. Rồi, sau đó thì mình lại chọn cả hai cái column này và mình bấm Shift A để tạo nó thành một cái frame lớn và nó chứa hai cái column. Thì lúc này mình thử mình thay đổi cái frame lớn bên ngoài thì lại thấy hai cái column này nó không chạy theo. Thì mình lại phải chọn từng cái column và mình resize cho nó fill container theo cả hai chiều. Đối với cả hai cái luôn. Fill container. Thì lúc này mình đã có cái frame bên ngoài thành một cái masonry list mà nó flexible theo cái kích thước mà mình thay đổi bên ngoài ha. Thì lúc đó nếu mà mình muốn tăng cái lượng cột, mình chỉ việc chọn vào một cái cột và mình bấm Command D thì nó sẽ có thêm cái cột. Và bên trong cái cột này nếu mà mình không muốn nó có 3 card mà mình muốn chỉ có 2 card thôi thì mình xóa bớt một cái đi. Đó, thì mình sẽ lập tức có một cái masonry list mà nó flexible như thế này ha. Sau đó thì mình có thể tạo cho nó một cái fill bên dưới màu trắng. Sau đó mình có thể tạo cho nó một cái padding 32. Rồi, như vậy mình đã có cái list đầy hình và nó flexible theo cái kích thước của cái frame bên ngoài khi mình thay đổi. Sau cùng thì nếu mà mình muốn thay đổi cái hình ở bên trong á, thì mình cứ chọn vào từng cái card này và mình thay đổi cái hình của nó thôi ha. Đây, mình có thể vào cái image này mình chọn một cái hình khác. Mình cũng có thể thay đổi hàng loạt bằng cách là chọn nhiều cái khung như thế này. Sau đó thì mình click chuột phải vào plug in ha, unsplash. Rồi mình có thể vào bấm vào cái animal. Thì nó sẽ fill toàn bộ những cái card của mình bằng những cái hình animal khác nhau, và mình đã có một cái masonry list mà nó thiết kế y như mình mong muốn ha. Lúc đó nếu mà mình muốn thay đổi những cái thiết kế chữ nghĩa như thế nào đó thì mình vẫn có thể quay về cái component ban đầu này, mình đổi vị trí của chữ ha. Nếu mình muốn nó ở giữa hay muốn ở dưới hay muốn ở trên thì mình thay đổi. Thậm chí là nếu mà mình muốn thay đổi cái size của chữ mình cũng đổi được luôn ha. Đó, thì nó sẽ thay đổi toàn bộ đối với những cái card thành phần bên trong. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái responsive. Thì ở đây mình sẽ xài một cái plugin, đó là breakpoint ha. Thì ở vô đây plugin của mình nó đã có cái breakpoint rồi. Còn nếu mà bạn nào mà chưa có cái plugin đó thì có thể là vào trong cái community nè, thì các bạn có thể vào plug in, các bạn có thể search cái chữ là breakpoint vô cái mục plug in nè, thì có cái plug in breakpoint ở đây ha. Các bạn có thể bấm vào nút này để install, mình đã install rồi nên cái nút này nó biến thành uninstall. Thì để xài breakpoint thì mình sẽ click phải chuột mình vào plug in
và mình chọn Breakpoint. Thì ở đây ấy là cái plugin này nó sẽ tốn tiền ha mấy bạn. Mình có 15 ngày để xài miễn phí, nhưng mà nếu mà mình muốn xài hoài hoài luôn thì mình sẽ phải mua nó, hình như là giá là 18 đô hay sau đó là xài mãi mãi luôn á. Thì mình có thể bấm vào Start Free Trial nè. Rồi mình chọn vào New Adaptive Layout thì nó sẽ tạo cho mình một cái responsive layout ở đây. Đó, thì ở đây á mình muốn bắt đầu xài cái plugin Breakpoint á thì mình phải chuẩn bị ba cái layout responsive cho cái thiết kế của mình. Giả sử như ở đây mình có một cái frame 6 này là nó có ba cột. Mình muốn cái này mình sẽ xài cho cái thiết kế là desktop là bự nhất ha, là ba cột. Rồi có một cái thiết kế cho tablet đi, chỉ có hai cột thôi và chiều ngang nhỏ lại một tí. Giả sử như thế này. Rồi và mình muốn có thêm một cái thiết kế nữa cho mobile, chỉ có một cột thôi. Thì mình xóa bớt và mình làm cho cái chiều ngang nó bé lại một tí. Rồi khi mà mình quay lại cái responsive mà cái breakpoint nó tạo thì các bạn sẽ thấy là nó tạo sẵn cho mình cái thiết kế nhỏ nhất, đó là từ cái chiều ngang từ 320 đến 600 á, nó sẽ là một cái móc. Sau đó mình muốn cộng thêm một cái móc thứ hai thì mình bấm vào dấu cộng ở đây thì nó sẽ cho mình thêm một cái móc thứ hai, đó là từ 600 đến 960. Mình muốn thay đổi cái số này thì tùy mình ha, mình có thể bấm click lên đây để thay đổi cái số này và mình click thêm một dấu cộng nữa thì nó sẽ thêm một cái kích thước nữa, đó là từ 960 đến 1280. Thì nó chia ra thành ba cái range này cho mình như thế này. Thì miễn sao là cái frame nhỏ nhất của mình nó nằm trong cái range đầu tiên, đó là từ 320 đến 600. Của mình nó đang là 413 là ok rồi. Cái frame thứ hai nó sẽ từ 600 đến 960, à nó lọt vô luôn. Cái frame thứ ba của mình là nó là 1016. Thì mình có thể định những cái số đẹp hơn ha. Hồi nãy mình để nó hơi bừa bãi tí xíu cho nên cái số của mình nó hơi lung tung. Nhưng mà sau khi mà mình check lại, mình thấy cái số chiều ngang của tất cả cái frame của mình nó lọt vô đúng ba cái range của cái responsive này rồi á, thì mình có thể bấm dấu cộng ở đây. Sau đó mình sẽ chọn cái frame đầu tiên để nó adapt vô cái range này. Dấu bấm dấu cộng thứ hai và mình chọn cái frame 7 này để nó adapt vô cái range từ 600 đến 960. Sau đó mình bấm dấu cộng thứ ba và chọn cái frame 6 để nó adapt vô cái range từ 960 đến 1280 và ra cái thiết kế ở đây. Mình sẽ ship 2 để zoom in vô cái thiết kế này ha. Đó, thì khi mà nó có cái thiết kế này rồi á thì các bạn có thể tắt cái breakpoint này đi rồi ha. Mình sẽ thử làm nó nhỏ lại thì nó sẽ còn hai cột nè, nhỏ hơn nữa, dưới 600 nó sẽ thành một cột như thế này. Thì đó là cái cách mà mình làm một cái responsive masonry list bằng auto layout trong Figma cộng thêm một cái plugin đó là Breakpoint. Mình hy vọng là các bạn thấy video này hữu ích và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.